Chào các bạn, hôm nay cân điện tử Lê Huy sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi đơn vị, chuyển đổi đơn vị từ gam sang các đơn vị như là kg, CT, LB, OZ và hoặc là đơn vị cân vàng. Theo các bạn thấy thì trên sách hướng dẫn sử dụng thì cũng có ghi rất rõ, nhưng mà nhiều người cũng có thể là không chuyển được đơn vị sang đơn vị cân vàng. Ở đây đơn vị của chúng ta cân vàng là đơn vị TLT. Nó là 1.7.9. Để làm thế nào để thay đổi sang 1.7.9? Các bạn theo dõi video dưới nhé. Đầu tiên, các bạn bật cân. Đối với dòng cân kỹ thuật 4 số lẻ này, các bạn phải bật cân, khởi động cân để làm nóng cân trước khoảng bằng 30 phút cho đến 40 phút. Thì đây cân nó với ổn định, nó sẽ không nhảy. Các bạn lưu ý nhé. Bây giờ muốn thay đổi này, chúng ta giữ chặt menu này. Cân sẽ thể hiện ra 1. Bây giờ chúng ta chọn 1.7.9, di chuyển sang bên trái, bên phải bằng nút F, rồi tăng giảm bằng nút menu nào. Rồi tiếp tục chúng ta di chuyển bằng nút F lên 9 này. Đến đây các bạn phải xác nhận bằng F nhé, xác nhận bằng F, nó sẽ hiện ra chữ O này. Sau đó giữ chặt menu. Đây các bạn thử 100g thì nó sẽ tương đương với khoảng 26,6666 này. Xin lỗi, mình bỏ nhầm quả 200g. Như vậy quá trình hiệu chuẩn đã xong. Các bạn lưu ý đối với cái dòng cân vàng thì chúng ta phải để trong phòng kín gió. Cái bàn này không được rung nhá. Các bạn lưu ý này, nếu mà cái bàn này mà rung thì cân nó sẽ bị nhảy. Và kính thì tùy thuộc, thường là người ta sẽ mở bên hông phải để tiện thao tác cái tay này. Đây là dòng cân này có thể có cả móc thủy tĩnh đấy các bạn ạ, có thể cân được thủy tĩnh. Và có một cái giá tương đối là tốt. Và đối với chất lượng thì mình nói phải sản phẩm này chất lượng khá ổn. Và vừa rồi thì mình có hướng dẫn các bạn cách chuyển đơn vị. Đây là dòng cân kỹ thuật, nó không giống như các dòng cân khác là mình có thể ấn nút Unit ở đây để thay đổi. Nhưng dòng này thì chúng ta phải nhập một số cái mật mã của nó vào để thay đổi. Thì như vừa xong thì mình chỉ thì tương đối là kỹ. Và đây cân sẽ đi kèm các mã của các đơn vị mong muốn của khách hàng. Và dòng này thì chúng ta có thể là lưu luôn. Bây giờ tắt đi. Và các bạn bật lên thì nó sẽ vẫn lưu đơn vị là vào. Mình đã chọn sẵn, không phải thay đổi lại. Đó. Như vậy quá trình hiệu chuẩn cũng đã xong, thì chúng ta bây giờ chỉ việc tiến hành là cân thôi. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.